Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11. Tương Ưng Dự Lưu. Phẩm Veluvara. Vua Savatthi ở đấy nói như sau: Dầu cho, này các tỷ kheo, một vị chuyển luân dương làm chủ tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới. Thế giới này, cộng trú với chư thiên ở cõi 33. Tại đấy, vị ấy trú trong rừng Nanjana, được chúng thiên nữ đoanh dây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Tuy vậy, vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sanh, vào loài bàn sanh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ, và chưa thoát khỏi ách sanh, ác thú, đọa xứ. Nhưng này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử, dầu muốn sống bằng các miếng ăn khất thực, đắc giới y nhiều tấm, vị ấy đầy đủ bốn pháp, và vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thuyết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Vị ấy thành tựu bốn pháp này. Và này các tỷ kheo, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá 1/16 lợi đắc bốn pháp. Thể nhập, thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, Phật Thế Tôn, đối với pháp, đối với tăng. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Thành tựu bốn pháp này. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Ai có tính và giới, tịnh giới và thấy pháp, đến thời chúng chín mùi, nhập phạm hạnh được lạc. Di Ha Vu. Một thời Thế Tôn ở Dương Xá Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ cư sĩ Di Ha Vu bị bệnh, đau đớn bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Di Ha Vu thưa với cha là Gotika: Hãy đi, thưa cha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh con cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Cư sĩ Di Ha Vu, bạch Thế Tôn bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi cha hãy thưa như sau: Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Di Ha Vu vì lòng từ mẫn. Được, này con. Gia chủ Gotika nghe lời cư sĩ Di Ha Vu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi một bên,
gia chủ Gotika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cư sĩ Vihavu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến trú xứ cư sĩ Vihavu vì lòng từ mẫn. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đách y, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ Vihavu. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Vihavu: Này Vihavu, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng, chúng có dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. Do vậy, này Vihavu, ông hãy học tập như sau: Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai ứng cúng Phật Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, tôi sẽ thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Như vậy, này Vihavu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với bốn dự lưu phần do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con. Con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật. Đây là Như Lai ứng cúng Phật Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, tôi thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Do vậy, này Vihavu, sau khi ông đã an trú trong bốn dự lưu phần này, ông hãy tu tập thêm sáu minh phần Pháp. Ở đây, này Vihavu, ông hãy trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Vihavu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần Pháp được Thế Tôn thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con, và con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Nhưng Bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sau đây: Ta không có muốn gia chủ Gotika ở đây khi ta chết phải rơi vào khốn khổ. Này Vihavu, chớ có tác ý như vậy. Hãy nhìn, này Vihavu, những gì Thế Tôn đang nói cho con hãy khéo tác ý. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Vihavu với lời giáo giới, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi ra. Cư sĩ Vihavu sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu liền mệnh chung. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Vihavu sau khi được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt đã mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư sĩ ấy chỗ nào? Hiền minh, này các tỷ kheo, là cư sĩ Vihavu. Cư sĩ Vihavu thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiền nhiều ta với những kiện tụng về pháp. Cư sĩ Vihavu sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập diệt ở tại đấy, không còn trở lui thế giới này nữa. Sariputta. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả A Nan trú ở Savatthi tại Thắng Lâm, khu vườn ông cách cô độc. Rồi tôn giả A Nan vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, ngồi xuống một bên. Tôn giả A Nan thưa với tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta, do nhân thành tựu bao nhiêu pháp, chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp nên chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ.
Thế nào là bốn? Ở đây, này hiền giả, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Đầy đủ các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Này hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp này nên các chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: Dự lưu phần, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu phần? Thân cận bậc chân nhân, bạch Thế Tôn, là dự lưu phần. Nghe diệu pháp là dự lưu phần. Như lý tác ý là dự lưu phần. Thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Lành thay, này Sariputta, thân cận bậc chân nhân là dự lưu phần. Thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Lành thay, này Sariputta, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Dự lưu, này Sariputta, được gọi là như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy gọi là dự lưu, vì Tôn giả giới tên như vậy, giới họ như vậy. Lành thay, này Sariputta, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy được gọi là bậc dự lưu, vì Tôn giả giới tên như thế này, giới họ như thế này. Các người thợ mộc, nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Lúc bấy giờ, Isijata và Purana, hai người thợ mộc trú ở Sahuka, vì một vài công việc phải làm. Hai người thợ mộc Isijata và Purana nghe rằng nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn. Khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Rồi hai thợ mộc Isijata và Purana đặt một người đứng ở giữa đường và dặn: Này ông, khi nào ông thấy Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đi đến, hãy báo tin cho chúng tôi biết. Sau khi đứng 2-3 ngày, người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Thấy vậy, liền đi đến hai người thợ mộc Isijata và Purana và nói với họ: Thưa quý vị, bậc Thế Tôn ấy đã đến, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nay là thời quý vị nghĩ phải làm gì? Rồi hai người thợ mộc Isijata và Purana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đi xuống đường, đến một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Isijata và Purana đảnh lễ Thế Tôn và ngồi một bên. Ngồi một bên, hai người thợ mộc Isijata và Purana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ đi khỏi Savatthi để du hành giữa dân chúng Kosala, khi ấy chúng con không được quan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng con. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã đi khỏi Savatthi, đang du hành giữa dân chúng Kosala, khi ấy chúng con không được quan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng con. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ đi khỏi dân chúng Kosala, sẽ du hành giữa dân chúng Mala, khi ấy chúng con không quan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng con. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kosala và đang du hành giữa dân chúng Mala, khi ấy chúng con không quan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã xa chúng con. Bạch Thế Tôn,
khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Ma La để du hành giữa dân chúng Vaji. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có u buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Vaji để du hành giữa dân chúng Kasi. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có u buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe, Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Vaji và đang du hành giữa dân chúng Kasi. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có u buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ đi khỏi dân chúng Kasi để du hành giữa dân chúng Magaha. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có u buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe, Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kasi và đang du hành giữa dân chúng Magaha. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có u buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Magaha để du hành giữa dân chúng Kasi. Khi ấy, chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở gần chúng ta. Khi chúng con được nghe, Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Magaha và đang du hành ở Kasi. Khi ấy, chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở gần chúng ta. Khỏi dân chúng Kasi để du hành giữa dân chúng Vaji. Khỏi dân chúng Vaji để du hành ở giữa dân chúng Mala. Khỏi dân chúng Mala để du hành ở giữa dân chúng Kosala. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Kosala để du hành giữa dân chúng Savatthi. Khi ấy, chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở gần chúng ta. Khi chúng con được nghe, Thế Tôn trú ở Savatthi, tháng 5, khu vườn ong cấp cô độc. Khi ấy vô lượng là sự vui vẻ của chúng con, vô lượng là hoan hỷ của chúng con, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở gần chúng ta. Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đầy những bụi đời, phóng khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia. Như vậy là vừa đủ. Này các người thợ mộc, để các ông không có phóng dật. Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây chúng con có đàn áp khác, có áp bức hơn, còn bộ phần áp bức hơn. Thế nào là sự đàn áp khác? Này các người thợ mộc, còn áp bức hơn, còn bội phần hơn. Ở đây, bạch Thế Tôn, khi vua Basanayi, nước Kosala, muốn đi ra viếng thăm khu vườn, thời các con voi của vua Basanayi, nước Kosala, cần phải được chúng con chuẩn bị và trang sức, và các cung phi khả ái, khả ý của vua Basanayi, nước Kosala, cần phải có chúng con đặt ngồi, một người ngồi trước, một người ngồi sau. Bạch Thế Tôn, mùi hương của các cung phi ấy thật là thơm ngọt, như một hộp nước hoa vừa được mở ra. Các cung phi của vua được ướp với mùi thơm như vậy. Lại nữa, bạch Thế Tôn, thân xúc các cung phi này thật là mềm dịu như một túm bông hoa hồng, vì họ được nuôi dưỡng rất an lạc. Bạch Thế Tôn, trong lúc ấy, chúng con cần phải hộ trì cho voi, cần phải hộ trì cho các cung phi, cần phải hộ trì cho tự ngã nữa. Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không rõ biết sự khởi lên ái tâm đối với các cung phi ấy. Đây, bạch Thế Tôn, là đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội phần áp bức hơn. Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đầy những bụi đời, phóng khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia. Như vậy là vừa đủ. Này các người thợ mộc, để các người không có phóng dật. Này các người thợ mộc, thành tựu bốn pháp, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các người thợ mộc, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, Phật Thế Tôn, đối với pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy sống ở gia đình, giới tâm gột sạch, cấu uế, sang tham. Vị ấy thường bố thí,
bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích được nhờ cậy, thích thú chia sẻ vật được bố thí, thành tựu bốn pháp này. Này các người thợ mộc, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị khói đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này các người thợ mộc, các người thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với pháp, đối với chúng tăng. Trong gia đình các người, phàm có vật được bố thí nào, tất cả đều được chia sẻ hoàn toàn và vô tư cho những vị có trì giới và các thiện nhân. Các ông nghĩ thế nào? Này các người thợ mộc, có bao nhiêu người ở tại Kosala có thể ngang bằng các ông về phần chia vật bố thí? Thật lợi đắc cho chúng con, bạch Thế Tôn, thật khéo lợi đắc cho chúng con, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn biết chúng con như vậy. Những người ở Veluvara. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành giữa Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Veluvara. Các Bà La Môn gia chủ ở Veluvara được nghe Sa môn Gotama là Thích Tử đã xuất gia từ gia tộc họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đã đến Veluvara. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Giới thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, trong sạch, tốt lành thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn gia chủ ở Veluvara đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay vái chào Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ, rồi ngồi xuống một bên. Một số im lặng ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các bà la môn gia chủ ở Veluvara bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như thế này, có ước muốn như thế này, có chú tâm như thế này, mong rằng chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con, mong chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ Kashi, mong rằng chúng tôi được trang sức bằng vòng hoa và phấn sáp, mong rằng chúng tôi được sử dụng vàng và bạc. Sau khi thân hoại mạng chung, mong rằng chúng tôi được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Mong rằng tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho chúng tôi, những người có ước vọng như vậy, có ước muốn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy thuyết pháp như thế nào để chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con, để chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ Kashi, để chúng tôi khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vậy này các gia chủ, ta sẽ thuyết cho các ông một pháp môn đưa đến lợi ích, tự lợi cho tự ngã. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, tôn giả, các bà la môn ở Veluvara dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các gia chủ, thế nào là pháp môn đưa đến lợi ích cho tự ngã? Ở đây, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạn mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không cả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạn mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sau ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sắc sanh,
khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sau lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người khác. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ý, không khả ái cho ta, thời sau ta lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: nếu có ai làm tổn hại lợi ích ta với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn hại lợi ích người khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này cho một người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc làm không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp không khả ái đem cột pháp ấy cho một người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái đem cột pháp ấy cho một người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai đối xử với ta với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ lời nói phù phiếm, tán thán từ bỏ lời nói phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn đối với pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính,
không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điểm ố, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Này các gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử thành tựu bảy pháp này và bốn lời nguyện xứ này, nếu vị ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bố về mình: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận khỏi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, tà thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không có bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Được nói vậy, các bà la môn gia chủ ở Veluvara bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Giảng đường bằng gạch. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nataka trong ngôi giảng đường bằng gạch. Rồi Tôn giả A Nan đi đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỷ kheo Sa Ha đã mạng chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn: tỷ kheo Ni Nan Gia mệnh chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn: cư sĩ Sa Đát Ta mệnh chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ Sujata mệnh chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Tỷ kheo Sa Ha: này A Nan, đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tỷ kheo Ni Nan Gia: này A Nan, mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không phải trở lui thế giới này. Cư sĩ Yudhatta: này A Nan, do đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham sân si là bậc nhất lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Nữ cư sĩ Yudhatta: này A Nan, mạng chung, sau khi đoạn tận ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này A Nan, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này A Nan, như vậy là làm phiền nhiễu Như Lai. Này A Nan, vì vậy ta sẽ giảng pháp môn pháp kính, gương chánh pháp, để vị thánh đệ tử sau khi thành tựu pháp môn này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận khỏi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này A Nan, pháp môn pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử thành tựu pháp môn ấy, nếu muốn sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ở đây, này A Nan, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A La Hán, Phật Thế Tôn, với pháp với tăng thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Đây là pháp môn pháp kính. Này A Nan, thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Kinh này và kinh sau đều cùng một nhân duyên. Giảng đường bằng gạch, ngồi một bên Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỷ kheo Asoka đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Ni Asoka đã mệnh chung, nam cư sĩ Asoka đã mệnh chung, nữ cư sĩ Asoka đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Này A Nan, tỷ kheo Asoka đã mệnh chung, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như kinh trên 8, đoạn số 3 với tỷ kheo Ni Asoka, nam cư sĩ Asoka và nữ cư sĩ Asoka: này A Nan, đây là pháp môn pháp kính. Thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình,
ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ, ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ngồi nhà bằng gạch, ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: cư sĩ ở Natika tên Kakata đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Natika tên Kalinga bạch Thế Tôn đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Natika tên Nikata, cư sĩ Katisaha, cư sĩ Tuttha, cư sĩ Santuttha, cư sĩ Haya, cư sĩ Suhaya ở Natika, bạch Thế Tôn đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ Kakata, này A Nan, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này. Cư sĩ Kalinga, này A Nan, cư sĩ Nikata, này A Nan, cư sĩ Kasisaha, này A Nan, cư sĩ Tuttha, này A Nan, cư sĩ Santuttha, này A Nan, cư sĩ Haya, này A Nan, cư sĩ Suhaya, này A Nan, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa, tất cả đều cùng một sanh thú. Hơn 50 cư sĩ ở Natika, này A Nan, đã mệnh chung, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Hơn 90 nam cư sĩ ở Natika, này A Nan, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm ba muội lược tham sân, là bậc Nhất Lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 506 nam cư sĩ ở Sakata, này A Nan, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này A Nan, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này A Nan, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Xem trên 9 đoạn số 4567, quyết chắc chứng quả giác ngộ.